Tập 7. Cảm ơn ông chủ. Đi thông thả, đi thông thả. Được, được. Vĩnh Ân, em biết đây là lần đầu tiên anh chụp hình không? Trước đây anh chưa từng chụp hình thế này. Bởi vì hồi nhỏ mẹ anh nói trông anh rất là khờ khạo, nên anh không dám chụp hình. Ai nói vậy? Đại Phúc trông đẹp trai mà. Cảm ơn. Đi thôi. Bên này. Lai Phúc đẹp trai quá. Không thể nào. Đừng sao, anh lãnh lương xong. Em muốn gì, anh mua tiếp cho em. Đây là một người bạn của em. Em thấy như thế được không? Vĩnh Ân, Vĩnh Ân, Lai Phúc, Lai Phúc, Lai Phúc, Lai Phúc, Vĩnh Ân, Vĩnh Ân, Vĩnh Ân, anh gọi ai vậy? Xin lỗi nhé. Đáng thương quá, còn trẻ như vậy đã bị đụng chết mất rồi. Đáng tiếc thật, cô ấy đúng là con gái ngoan, vừa tốt bụng vừa dịu dàng, đối với ai cũng tốt. Vĩnh Ân, đáng tiếc quá, có phải không? Vĩnh Ân, Vĩnh Ân, Vĩnh Ân. Vĩnh Ân, Vĩnh Ân, Lai Phúc. Em chạy đi đâu vậy? Em không được đi lung tung nữa. Anh còn trách em. Anh chạy đi đâu vậy? Anh có biết em lo lắng cho anh thế nào không? Anh hứa với em, sau này không được đi lung tung nữa. Anh hứa với em, sau này anh không đi lung tung nữa. Hơn nữa cả đời này anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Nhưng em cũng phải hứa với anh, sau này không được đi lung tung nữa. Em hứa với anh, cả đời này em sẽ không đi lung tung nữa, cũng sẽ ở bên cạnh anh cả đời. Vĩnh Ân à, xem ra lời anh nói không thể tính là được nữa rồi. Tại sao? Sao vậy? Em là một thiên kim tiểu thư. Anh chỉ là một tên dài dặt. Sau đó có một ngày em sẽ gả cho người khác. Chắc chắn em sẽ gặp được một người tốt hơn anh, cũng tốt với em hơn anh. Vậy anh còn ở bên cạnh em làm gì? Lai Phúc, anh nghĩ sai rồi. Quyền lực, địa vị, gia thế của một người đều không quan trọng. Em đã từng sống trong gia đình như vậy, nhưng em không vui gì cả. Nhưng ở bên cạnh anh thì khác. Anh tốt bụng, đáng yêu. Quan trọng hơn là anh tốt cho em. Em đã mãn nguyện lắm rồi. Vậy Vĩnh Ân nói với anh biết, em thích anh không? Em thích anh. Thật sao? Em thích anh thật sao? Vĩnh Ân thích mình. Vậy Vĩnh Ân, hay là chúng ta kết hôn nhé. Sau này chúng ta không cần xa nhau nữa. Em thấy có được không? Cái tên này cũng thật gian xảo. Không phải đang cố tình đợi Vĩnh Ân xuất hiện sao? Tiếp tục như vậy không phải cách. Anh ta không đi, Vĩnh Ân sớm muộn cũng quay về. Dương Lương, ra bên ngoài canh chừng. Đợi Vĩnh Ân quay về bảo con bé đi cửa sau. Đợi sau khi tên đó đi mới bảo nó ra mặt. Được, không cần phiền phức như vậy. Để tôi đuổi hắn đi. Trích Quang nè, đã qua giờ ăn rồi. Các anh em còn muốn đi ngủ một chút. Tối đến còn rất nhiều việc phải làm. Bây giờ vì anh, chúng tôi đều phải chờ với anh. Xin lỗi, xin anh thông cảm cho.
Cảm ơn, cảm ơn nhé. Xe kéo. Tiên sinh, chậm thôi ạ. Đến phủ đốc quân. Được, ngồi dẫn nhé. Đi đây. Tránh đường, tránh đường. Thảm rồi, chúng ta muộn thế này mới về, chắc chắn bị bác Toàn mắng chết. Làm sao đây? Về rồi hả? Bác Toàn, xin lỗi, chúng cháu về muộn rồi. Không sao, về muộn thì tốt. Mau đi làm việc đi. Dừng xe, dừng xe. Chính Ân, thực sự là cô. Thực sự là cô. Tôi quá rồi, tôi quá rồi. Cô vẫn còn sống. Cảm ơn trời. Tôi quá rồi, cảm ơn trời. Anh làm gì vậy? Buông ra. Lại Phúc, Vĩnh ơi, chúng ta có thể tìm một nơi nói chuyện tử tế không? Đại công tử nhà họ Thẩm, nếu tôi nhớ không nhầm, anh và tôi không thân quen gì, không có gì để nói. Vĩnh Ân, cho dù cô trách tôi cũng được, cho dù cô hận tôi cũng được, cho dù thế nào xin cô cho tôi một cơ hội giải thích được không? Anh buông ra. Đại Phúc, tin em, em sẽ về nhanh thôi. Thật sao? Thật mà. Đợi em. Đi thôi. Anh nói xem, chuyện gì vậy? Đứng đó làm gì? Làm việc đi. Lai Phúc, Lai Phúc, chuyện gì vậy? Vĩnh Ân đâu? Vĩnh Ân mới về đi với tên đó rồi. Đi. Tôi không ngờ cô có thể gặp lại cô. Tôi có tưởng là, tưởng là cô đã chết. Trong vụ nổ đó, tôi đã chết rồi. Khoan nói những chuyện này. Vĩnh Ân, thật sự xin lỗi. Tôi không ngờ vì một hành vi lỗ mãng lại xảy ra sóng gió như vậy. Nếu thời gian có thể quay lại, tôi chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra. Thẩm đại thiếu gia không cần xin lỗi. Tôi nghĩ trong lòng anh, tôi cũng chưa từng tồn tại mà. Thực sự rất may mắn vì chuyện này xảy ra trước khi tôi và anh kết hôn. Nếu không tôi nghĩ, sau này nhất định sẽ là từ việc sau này nhảy sang một việc sau khác. Chuyện này là một sai lầm rất lớn đối với cuộc đời của tôi. Tôi thà để cô đánh tôi, mắng tôi, ít ra trong lòng tôi dễ chịu hơn. Anh đang buồn cho tôi hả? Nếu thực sự là vậy, vậy tôi cảm ơn anh. Nhưng anh và tôi vốn chỉ là hai người xa lạ. Nếu nói trong cuộc đời của tôi và anh từng có một chút giao tình, thì đó cũng là quá khứ rồi. Cho nên không cần phải buồn cho tôi nữa. Người xa lạ. Được, không nhắc chuyện này.
Nếu cô còn sống, tại sao cô không về nhà? Về nhà? Khắp con phố này ai còn biết Kim Vĩnh Ân tôi thoái hôn? Một cô gái mười mấy tuổi, mỗi ngày đều mong chờ đến 18 tuổi, hy vọng vị hôn phu của cô ấy có thể đưa cô ấy đi, mãi mãi rời xa gia đình không có chút ấm áp đó, bắt đầu sống một cuộc sống mới có tôn nghiêm. Nhưng cô ấy đợi được điều gì? Là một cú trời giáng, là sự sỉ nhục. Anh bảo tôi làm sao có mặt mũi đối diện với gia đình đó, tiếp tục chịu sỉ nhục lớn như vậy sao? Cô không có tình thương ở gia đình đó, cô sống không vui vẻ hả? Đó là chuyện của quá khứ rồi, tôi không muốn nhắc. Cũng xin anh đừng hỏi nhiều. Được, chúng ta không nói chuyện này. Tôi đưa cô về nhà. Sau khi tôi tưởng cô chết, tôi từng đến nhà cô báo tang. Chỉ ít phải để họ biết cô còn sống. Không cần thiết. Bởi vì sự sống chết của tôi đối với người nhà của tôi mà nói vốn dĩ là chuyện nhỏ nhặt. Không phải như vậy. Thực ra cha cô, được rồi, cứ để họ xem như tôi đã chết đi. Trước cuộc cô đã gặp phải chuyện gì ở ngôi nhà đó? Tại sao cô lại oán hận ngôi nhà đó như vậy? Tôi đã nói là không muốn nhắc nữa. Anh đừng hỏi nữa được không? Có phải tại vì tôi khiến cho cha con hai người bất hòa, khiến cho cô có nhà không thể về không? Thẩm đại thiếu gia, anh đúng là người thích ra vẻ tử tế. Ban đầu rõ ràng là anh chủ động chạy đến thoái hôn, sau đó xảy ra hàng loạt chuyện quan đường, nhưng hôm nay ở trước mặt tôi lại giả vờ không biết sự tình. Vĩnh Ân, tôi thật lòng quan tâm cô, không việc anh quan tâm. Được, chúng ta không nhắc đến chuyện trước kia nữa. Bây giờ cô sống có tốt không? Tất nhiên, tôi ở Kim Cục Mãn Đường sống vô cùng hạnh phúc. Cô vốn được sinh ra trong gia đình giàu có, cô phải nên được người khác nâng niu, bảo vệ che chở. Môi trường tốt xấu lẫn lộn như Kim Mãn Đường vốn không thích hợp với cô. Thích hợp hay không là chuyện của tôi, không liên quan anh. Tôi không có quyền hỏi đến thượng sao? Tôi còn tưởng tôi khác với người khác. Chí ít tôi từng là duyên phận định sẵn thuở bé của cô. Tôi từng là vị hôn phu của cô, nhưng anh đã thoái hôn rồi. Giống như khi nãy anh nói, Vĩnh Ân đã chết trong trận nổ đó rồi. Còn cuộc đời hiện giờ của tôi từ sau trận nổ đó mới là bước sang trang mới. Cho nên người và sự việc mà tôi gặp phải trong trận nổ đã tan theo mây khói rồi. Tất nhiên trong đó bao gồm cả anh. Vĩnh Ân của bây giờ sống rất vui, rất hạnh phúc, cũng rất bình dị, không tranh quyền đoạt lợi, cũng không giả tình giả nghĩa. Hơn nữa tôi có thể nói cho anh biết, thời gian này là thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời của tôi. Là vì người đó sao? Cô nói sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc, là vì người đạp xe chở cô phải không? Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến anh. Nếu anh không còn chuyện gì khác nữa, tôi đi trước. Đại Phúc, hai người họ, bạn cũ lâu ngày gặp lại, có rất nhiều chuyện để nói. Em là nhất thời chưa gì lẹ được đâu. Vào bên trong đợi đi, đừng ở bên ngoài hóng gió lạnh nữa. Chú Hải, tên tiểu tử này bây giờ biết ghen rồi. Vậy cũng khó trách. Nhìn cái người lúc nãy,
ăn mặc sang trọng, phong cách quý phái, có lẽ là người thượng lưu không tầm thường. So với Lai Phúc, một trời một vực, một người là đất. Chả các tiểu tử đó có cảm giác nguy hiểm. Chuyện này tôi không hiểu. Vĩnh Ân là cháu gái của chú Toàn, từ dưới quê lên, không sai chứ? Sao lại dính dáng đến người chả liên quan gì ở xã hội thượng lưu chứ? Thì đó, xem ra người thượng lưu này có tình cảm rất sâu nặng với Vĩnh Ân. Cho nên tôi cảm thấy Vĩnh Ân càng ngày càng thú vị rồi. Cô ấy cứ ngốc nga ngốc nghếch. Đối với cái tên ngốc nghếch này, thú vị quá đi mất. Hơn nữa còn dính dáng tới người nhà giàu đó. Anh nói xem, cậu nói bừa gì vậy? Tôi... Đừng chờ nữa. Cậu xem chàng trai đó đẹp trai hơn cậu, vừa có tiền lại có địa vị. Cậu đoán Vĩnh Ân sẽ chọn ai? Đó chẳng phải là giống con rừng ở trên đầu trồng rõ ràng rằng sao? Lai Phúc, cậu bỏ ý định đi. Vĩnh, Lai Phúc, Lai Phúc, Vĩnh Ân, về rồi hả? Theo bác lên lầu, bác có chuyện muốn nói với cháu. Chàng trai đó là ai? Vĩnh Ân, cháu gặp nhiều chuyện như vậy, đột nhiên có người đến tìm cháu, bác không thể hỏi à? Bác Toàn, cháu không có ý đó. Nếu bác đã hỏi, cháu sẽ nói với bác. Người đó chính là Thẩm Kỳ Tuấn. Thẩm Kỳ Tuấn, chính là vị hôn phu của cháu, công tử của nhà họ Thẩm đốc quân sao? Tốt quá rồi. Vĩnh Ân, cậu ta đến tìm cháu, chuyện này quá tốt rồi. Tốt quá rồi. Tốt cái gì chứ? Bác Toàn, chẳng lẽ bác quên rồi sao? Hai bọn cháu đã hủy hôn ước từ lâu rồi. Nhưng bác thấy thái độ của cậu ta, cháu mặc kệ anh ta có thái độ gì. Tóm lại cháu sẽ không gặp anh ta nữa. Cháu không gặp cậu ta, nhưng bác nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta vẫn còn tình cảm với cháu. Đó là do bác không thấy anh ta đến thoái hôn, quay phong nghiêm nghị lẫm liệt thế nào. Bây giờ thái độ thay đổi nhiều như vậy, cháu cũng thấy nực cười. Có lẽ cậu ta hối hận rồi. Cháu thấy anh ta chẳng qua là quen tính công tử, muốn chơi đùa thôi. Cháu cắt đứt với cha cháu, đi đến bước đường này đều nhờ vào anh ta ban cho. Hoặc là anh ta cảm thấy trong lòng có lỗi, muốn tìm cơ hội để tháo gỡ khúc mắc. Không thì anh ta là công tử đào hoa, gặp người nào yêu người đó. Nhưng cháu không muốn trở thành món đồ chơi ở trong tay của anh ta. Bác thấy không giống. Bác thấy dáng vẻ của cậu ta hoàn toàn là biểu lộ chân tình. Biểu lộ chân tình. Trước kia cháu không làm gì, anh ta đã thói hôn. Bây giờ cháu vẫn không làm gì, anh ta lại nảy sinh chân tình với cháu. Có phải là vì Lai Phúc không? Nhất định là vì Lai Phúc, cho nên thái độ của cháu đối với cậu ta mới gắt như vậy. Cháu sợ Thẩm công tử nhắc lại chuyện hôn ước trước kia, cho nên cháu xua đuổi cậu ta như vậy. Không phải đâu, không phải đâu. Sự việc này không liên quan đến Lai Phúc. Không liên quan. Tuy bắt mắt mờ tai yếu, nhưng rất nhiều chuyện bác đều nhìn thấy rõ. Có lúc bác nghĩ, bác thực sự không nên để mặc cho cháu qua lại với Lai Phúc. Bác Toàn, không lẽ bác lại muốn đuổi anh ấy đi sao?
Vĩnh Ân, cháu đừng quên thân phận của mình. Lai Phúc là một người hạ đẳng, hai đứa không hợp nhau. Hơn nữa, cậu ta có tài cán gì có thể cho cháu an yên cuộc sống sung túc chứ? Thân phận? Trước đây cháu sống trong một ngôi nhà giàu sang, ăn ngon mặc đẹp, nhưng cháu vẫn luôn một mình cô đơn sống qua ngày. Bác và bà A Kỳ hỏi, một đứa bé mười mấy tuổi sống trong một ngôi nhà luôn luôn có người, nhưng lúc nào cũng cảm thấy lo sợ, cảm thấy lẻ loi. Nếu đã định nghĩa cho thân phận này, cháu có thể nói đó là một gông xiềng. Vĩnh Ân, bác hiểu tâm trạng của cháu, nhưng bác cảm thấy Thẩm công tử phong thái lịch thiệp. Hơn nữa cậu ta nói với cháu cũng không phải là không có ý gì. Cháu xem, có phải nên cho cậu ta cũng cho bản thân cháu một cơ hội không? Được. Không nói nữa, không nói nữa. Cháu cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Vĩnh Ân, hy vọng cháu có thể suy nghĩ thật kỹ. Xin lỗi, để cháu chờ lâu rồi. Mời bác ngồi. Thật không ngờ cháu lại tìm bác. Mẹ cháu còn trách cháu không biết lễ nghi, ngang nhiên nhận quà của bác. Mẹ nói nhất định phải đích thân mời bác ăn bữa cơm, gặp bạn cảm ơn bác. Mẹ cháu khách sáo quá rồi, một chút quà nhỏ không đáng gì, nhất định cần. Mẹ cháu còn nói quà không quan trọng to hay nhỏ, đắt hay rẻ, quan trọng là tấm lòng. Nhận ân huệ của người khác phải có lòng biết ơn. Mẹ, đây là Đường phu nhân. Đường phu nhân, đây là mẹ cháu. Chào cô. Chúng ta đi thôi. Mẹ, xin dừng bước. Chúng ta có thể ở lại nói chuyện không? Vĩnh Ân, cháu qua bên kia đi dạo đi. Bác muốn nói chuyện riêng với mẹ cháu. Đi đi. Mời ngồi. Có phải cô còn giận tôi vì chuyện của 18 năm trước không? Thực ra đây là chuyện của hai người. Một bàn tay dỗ không ra tiếng. Nếu ban đầu cô với giọng quần, tôi chưa từng trách cô. Thật đó, những chuyện đó đã qua cả rồi. Ngược lại bây giờ tôi còn phải cảm ơn cô. Cảm ơn tôi? Tôi cảm ơn cô giúp tôi nuôi con gái khôn lớn. Bao nhiêu năm qua, Vĩnh Ân luôn là nỗi đau trong tim tôi. Nhưng tôi nhìn thấy con bé phong thái phóng khoáng, kính cẩn lễ phép, là do cô dạy dỗ nó tốt như vậy. Là cô đã cho nó đầy đủ tình mẹ. Đúng vậy, cô không biết đâu, con bé Vĩnh Ân ai gặp cũng yêu. Chỉ là năm xưa không phải nói cô khó sinh mà chết rồi sao? Nếu giọng quần nói như vậy, trong lòng ông ấy mới nhẹ nhõm. Vậy để ông ấy nghĩ như vậy đi. Sự thực là dẫn cầm trước đây quả thực đã chết rồi. Con người bây giờ sống trên đời đã đổi tên thành Cúc Cầm, Đường phu nhân. Nếu như cô còn sống, cô không nhớ Vĩnh Ân sao? Tại sao lâu như vậy cô không đến thăm con bé? Tôi luôn sống ở nước ngoài,
thời gian trước mới về nước định cư. Vậy chuyện Vĩnh Ân bị thối hôn cô biết không? Tự biết, nhưng tôi mãi không hiểu được điều kiện tốt như Vĩnh Ân, Thẩm gia dựa vào đâu mà thối hôn? Đừng nhắc nữa. Hãy nhắc đến chuyện này tôi lại tức một bụng. Nhưng tôi cảm thấy đây nó không chừng là một chuyện tốt. Nếu họ đã không biết trân trọng Vĩnh Ân của chúng ta, nếu con bé thực sự gả qua đó cũng không có hạnh phúc. Tôi tin là dựa vào điều kiện của Vĩnh Ân, thế nào cũng tìm được một người tốt hơn nhà họ Thẩm bọn họ. Cô nghĩ sao? Vậy cũng đúng. Thời gian trước đây tôi không chăm sóc tử tế, sau này tôi chắc chắn không bỏ mặc không lo nữa. Cô nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Cô không biết, tuy tôi là mẹ nuôi của con bé, nhưng tôi thực sự cực khổ vất vả nuôi nó khôn lớn. Tình cảm của tôi đối với nó chắc chắn không thua gì người mẹ ruột như cô. Cho nên hôm nay tôi đến thật tốt quá. Hãy để chúng ta cùng nhau giúp đỡ nó, để nó hạnh phúc, được không? Tôi sẽ làm. Tôi nhất định sẽ làm. Mẹ, được phu nhân nói thế nào? Có phải chuyện của Đình Lương không? Con gái ngoan, chuyện tốt đến rồi. Đúng là con có phước của con. Rốt cuộc nói thế nào? Mẹ nói con nghe. Vẫn cầm đó, thực sự xem con là con gái ruột Vĩnh Ân của bà ta rồi. Hơn nữa rất là thích con. Còn xem, đây không phải là phước của con là chứ gì? Rốt cuộc bà ấy nói thế nào? Giống như con nói, phóng lao theo lao. Kể từ bây giờ con chính là Vĩnh Ân, con nên sống cuộc sống của Vĩnh Ân nên có. Sao vậy mẹ? Mẹ nói cho con nghe một bí mật. Thực ra đừng nhận cầm đó mới là mẹ ruột của Vĩnh Ân. Không thể nào. Khi đó nói bà ấy sinh Vĩnh Ân đã khó sinh mà chết. Khi đó là nói như vậy, tóm lại là một hiểu lầm. Chắc chắn bà ta chưa chết. Chẳng những chưa chết, hơn nữa bây giờ bà ta còn trở thành Đường phu nhân. Cho nên con gái, bây giờ là cơ hội tốt để con gả vào gia môn, nhất định phải nắm bắt. Kể từ bây giờ con chính là Vĩnh Ân, chính là Vĩnh Ân con gái của Đường phu nhân, cũng chính là Vĩnh Ân bởi vì Đường phu nhân mà sống cuộc sống vinh hoa phú quý. Tôi không cho hai người làm càn như vậy. Vĩnh Ân chính là Vĩnh Ân, các người không ai thay thế được. Thủy Phân ơi Thủy Phân, tôi thật sự không ngờ bà lại có suy nghĩ bẩn thỉu như vậy. Tôi nói bà biết, bà từ bỏ ý định này sớm đi. Nếu không, tôi không tha cho bà đâu. Được, lão gia, tôi hỏi ông, bao nhiêu năm nay ông có khi nào lo cho con gái ruột ngải ân của hai chúng ta chưa? Ông không lo cũng thôi đi. Tôi mưu tính tương lai cho con bé, ông dựa vào đâu phản đối? Cho dù thế nào, chỉ cần có tôi ở đây, các người đừng ai nghĩ tới. Được lão gia, nếu như theo ông nói gãy giang không đổi thành Vĩnh Ân, vậy tôi hỏi ông, lỡ như hôm nào Vĩnh Cầm đến để tìm Vĩnh Ân, ông làm sao ăn nói với bà ấy? Ông làm sao nói với Vĩnh Cầm? Thực sự Vĩnh Ân đã mất, ông có nghĩ tới chưa? Cha, cha, lão gia, cha. Đào, đưa tôi. Được, cảm ơn. Hai dì đi thông thả. Quan nghênh được sao đến. Khách quan đi chứ. Quan nghênh được sao đến. Đi thông thả. Tới đây. Đại Phúc, làm gì vậy? Đại Phúc,
Vào đi. Tham mưu trưởng, đây là văn kiện của phủ đốc quân vừa mới đưa đến. Đốc quân căn dặn ưu tiên xử lý. Biết rồi. Tham mưu trưởng, anh có sao không? Chị Tuấn. Kỳ Tuấn, sao anh đến đây? Em đến chúc mừng anh. Một là chúc mừng anh nhận quân chức, hai là chúc mừng tân gia của anh. Cho nên em cố tình đi mua hai tấm vé nhà kịch anh thích nghe nhất đó. Thế nào, đi chung nhé. Em là không được. Em xem, rất nhiều chuyện phải xử lý. Xem ra em đến không đúng lúc rồi. Vậy thế này đi, chờ anh làm xong anh mới đi tìm em. Dì Lan, thật xin lỗi, anh thực sự không muốn làm em mất hứng. Thế này đi, anh bảo Bảo Nhân đi với em được không? Không cần đâu. Anh cũng không cần cảm thấy ngại. Công việc quan trọng, em không sao đâu. Tính tiền, cảm ơn. Đừng rửa nữa. Anh nói em biết, tại sao dạo này anh cứ tránh em vậy? Hỏi anh đó. Có phải em vì Thẩm Kỳ Tuấn đó không? Em đi với ta anh không vui sao? Em nói câu gì đi. Người đó là ai? Sao anh ta lại ôm em như vậy? Còn dẫn em đi ra ngoài. Đến nửa đêm canh ba mới về. Anh như người đó và làm mình tức giận như vậy à? Anh sợ em vì người đó. Không cần anh nữa. Sao anh lại có suy nghĩ như vậy chứ? Thực ra Mã Quang nói rất đúng. Điều kiện của người đó tốt như vậy, còn anh lại không có gì cả. Nếu so với anh ta, quả thật là một người trên trời, một người dưới đất. Dù là người ngốc cỡ nào cũng không chọn anh đâu. Như vậy em mới là phê bình anh đó. Sao anh có thể nghe lời bóng gió của người khác chứ? Có nghi ngờ gì anh có thể hỏi thẳng em mà. Anh muốn hỏi em.
Nhưng anh sợ nghe thấy lời anh không muốn nghe. Vậy anh muốn nghe lời thế nào? Anh muốn nghe em chỉ tốt với anh thôi. Vậy anh thì sao? Tất nhiên anh chỉ tốt với em rồi. Vậy chúng ta quề rồi. Quề cái gì? Đại Phúc, trên đời này anh chỉ có mình em cũng chỉ có mình anh. Còn về người khác, thậm chí Tuấn đó, đối với anh hay em đều không quan trọng. Anh cần gì phải để trong lòng chứ? Thật sao? Thật đó. Em không gạt anh chứ? Em không gạt anh. Thật sao? Thật mà. Nghe em nói như vậy anh vui quá đi mất. Bác muốn ra ngoài đi dạo, cháu đi với bác được không? Mấy hoa mẫu đơn này đẹp không? Đẹp à? Mẫu đơn rất cao quý, nhưng cũng cần có người dốc lòng bảo vệ, cẩn thận che chở mới có thể nở ra bông hoa đẹp. Đám cỏ dại này trời sinh để người dẫm đạp, tự sinh tự diệt. Đều là hoa cỏ, nhưng đãi ngộ không giống nhau. Cháu là mẫu đơn cao quý, thì nên cần một người tận tâm che chở cháu. Nếu cháu xem mình là cỏ dại mà người khác dẫm đạp, đây có lẽ là số phận. Nhưng nếu mẫu đơn không được che chở cẩn thận, sớm muộn cũng sẽ khô héo đến chết. Nếu xem mình là một ngọn cỏ, có lẽ sẽ bị người khác dẫm đạp. Nhưng sau khi dẫm đạp, nó lập tức sẽ đứng thẳng lên. Nếu để cháu lựa chọn, cháu ta là một ngọn cỏ không bị dẫm đạp. Đây là lựa chọn của cháu. Phải. Bác Toàn, tuy cháu xuất thân quyền quý, nhưng cháu chưa bao giờ là mẫu đơn. Nếu cháu không xem mình là một ngọn cỏ, có lẽ từ lâu cháu đã không trụ được, khô héo mà chết. Cháu gái, cháu đã chịu khổ rồi. Bác Toàn, cháu từng rất phản đối bác liên lạc với cha cháu, cũng không biết bác nói với ông ấy tung tích của cháu. Nhưng cháu biết bác chắc chắn từng đi tìm riêng ông ấy. Kết quả thì sao? Kết quả khiến bác thất vọng lắm nhỉ? Đây chính là chuyện xảy ra trong gia đình cao sang quyền quý, rất cay nghiệt, cũng rất vô tình. Bác Toàn, có lẽ bác cảm thấy thân phận của Lai Phúc thấp hèn, không xứng với cháu. Nhưng con người anh ấy chân thành, tốt bụng, đơn thuần, chưa bao giờ hại bất kỳ ai, cũng một lòng muốn tốt cho người khác. Vịnh Ân, tôi thích anh ấy, không vì gia đình của anh ấy, không vì học thức của anh ấy, càng không vì thân phận của anh ấy. Cái cháu thích là con người Lai Phúc. Vịnh Ân, cháu thích cậu ta, cũng có thể can đảm nói ra. Cháu nghĩ đến hậu quả chưa? Cháu muốn kết hôn với cậu ta. Vịnh Ân, hãy chúng ta kết hôn đi. Như vậy sau này chúng ta không cần xa nhau nữa, em thấy được không? Còn bé khóc, sao cháu có thể quyết định bộc bột như vậy được? Được, cháu cho rằng như vậy có thể trả thù được cha cháu sao? Cháu phải nghĩ kỹ trước khi làm. Bác Toàn, bác hiểu lầm rồi. Cháu đã rời khỏi nhà họ Kim, đã không còn bất kỳ quan hệ với nhà đó nữa. Nếu cháu có ý trả thù, cuối cùng người tổn thương chỉ có bản thân cháu. Bởi vì cháu biết rõ,
Cho dù cháu quyết định thế nào đều không ảnh hưởng gì đến họ. Vĩnh Ân, cho dù cháu không chọn Thẩm Kỳ Tuấn, cháu còn rất nhiều lựa chọn mà. Đại Phúc, Bác Toàn, cháu ở bên cạnh Đại Phúc rất vui vẻ. Nếu anh ấy không ở bên cạnh cháu, cháu mới cảm thấy dường như trong lòng thiếu bất gì đó. Cho nên cháu nghĩ đây chính là cuộc sống mà cháu muốn. Bác Toàn, xin bác đừng ngăn cản bọn cháu ở bên nhau nữa. Tán thành cho bọn cháu ở bên nhau đi. Nghi Lan, em đừng đùa nữa. Phải biết là em. Ngoài em ra còn ai nữa? Tìm anh có việc gì? Nhất định có việc mới được đến sao? Không có gì không được tìm anh hả? Lần trước em bảo anh làm xong gọi em, anh cũng không gọi. Nghi Lan, anh mới nhậm chức, anh có rất nhiều công vụ và tài liệu phải xem. Anh bận thực đó. Vậy thôi được, em cũng không phí thời gian nữa. Chuyện của chúng ta rốt cuộc anh nghĩ thế nào?